Vâng, xin chào tất cả quý cô bác anh chị của Galaxy 23 buổi tối ngày hôm nay đang có mặt trong phòng Zoom. Chú ơi, chú nói đi, chúng con vẫn đang nghe ạ. Vâng, thật là bất ngờ bởi 17 giờ chiều ngày hôm nay thì Vượng mới nhận được một cuộc điện thoại của MC xinh đẹp Huyền Trang gọi đến khi mà Vượng cũng vừa mới dừng xe đi thị trường cả ngày về. Tưởng là Huyền Trang hỏi thăm sức khỏe hoặc là một nội dung gì đó. Nhưng mà qua câu chuyện chào hỏi nhau một chút thì Huyền Trang lại đi vào một cái nội dung, đó là đặt một cái lời mời Vượng tham gia vào cái chương trình để dẫn dắt một cái chương trình đào tạo do một trưởng chủ giảng hết sức là tuyệt vời, mà chủ giảng như MC Huyền Trang vừa mới nói với cả gia đình nhà mình ở trong phòng Zoom. Để không để cho mọi người mất nhiều thời gian thì Vượng cũng xin được tự giới thiệu về mình. Họ tên đầy đủ là Đào Công Vượng và sinh ra lớn lên ở đất Thái Nguyên. Xuất thân là một người lính. Vượng vào lính năm 1966 và tham gia trong cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. Vượng có mặt trong chiến trường miền Nam vào đầu năm 1967. Và đến nay thì đang là người đã hoàn thành cái sứ mệnh lịch sử mà của đất nước, của tổ quốc giao cho, và đang sống ở quê hưởng chế độ quân đội. Và thế cơ duyên mà Vượng được hạnh phúc ngồi ở đây ngày hôm nay để chia sẻ về phần mình một chút, vinh dự hơn mà MC Huyền Trang, người nói hay, lại đẹp gái, có tài, lại dành cho Vượng một cái sự ưu ái, đó là làm cầu nối cho chủ giảng vô cùng tuyệt vời của ngày hôm nay. Người chủ giảng này thì chút nữa chắc chắn là Vượng sẽ bật mí cho cả nhà mình được nghe. Thế thì cũng xin thưa với cả nhà mình, Vượng về nghỉ thì năm 2010 không may Vượng mắc căn bệnh hiểm nghèo do cái nhiễm chất độc da cam và đã phải đi phẫu thuật lần đầu tiên ở tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau đó thì phải truyền hóa chất, và sau một cái chu kỳ truyền hóa chất 12 lần đó thì sức khỏe nó cũng bình thường và sống ở quê hoạt động một số cái lĩnh vực công tác xã hội. Cũng đã hoạt động công tác xã hội lên đến một cái vị trí là phó một tổ chức xã hội ở tỉnh, phó chủ tịch của một hội cấp tỉnh. Sau đó thì một cái điều không may, vào năm 2018 Vượng bị tái phát lại do là một cái điều mà mình cũng không nghĩ đến, thì tái phát lại cái bệnh ung thư, nó di căn. Sau đó thì phải tiếp tục trở về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật tiếp và tiếp tục cắt đi những cái khối u trong cơ thể. Tuy nhiên lần này thì có một điều không nghĩ rằng ngày hôm nay Vượng còn được ngồi đây để chia sẻ với mọi người như thế này. Bởi sau lần phẫu thuật của cuối năm 2018 thì kết luận của chuyên môn là Vượng đã bị di căn giai đoạn 4, tức là giai đoạn cuối. Về chuyên môn thì các con cháu có thăm hỏi thì về chuyên môn người ta có nói rằng là cũng có thể được 5 tháng, có thể 7 tháng, và cũng có thể, đây là cũng có thể được 1 năm chẳng hạn đó. Thế nhưng ngày hôm nay thì nó lại sang gần năm thứ tư rồi. Vượng lại vẫn còn ngồi ở đây để được chia sẻ cái niềm vui này với tất cả mọi người.
Và những ngày ở viện Trung ương Quân đội 108 thì Vượng luôn luôn phải ngồi trên xe lăn chứ không tự đứng lên để đi được. Và cũng từ những ngày đó thì Vượng được nghe chia sẻ về dòng sản phẩm dinh dưỡng miễn dịch Alpha. Trong đó có cả các thầy thuốc ở khoa dinh dưỡng Bệnh viện Trung ương Quân đội cũng chia sẻ như vậy. Và Vượng đã quyết định đón nhận dòng sản phẩm này từ một người em đã cho Vượng biết cái cơ hội trước khi Vượng phải đi phẫu thuật lần hai. Nhưng mà lúc đó thì Vượng chưa đón nhận là chưa ngay. Thế nhưng sau cái lần này thì Vượng đã đón nhận và được em mang đến nhà sau khi Vượng xuất viện, hướng dẫn cho Vượng cách sử dụng, rồi theo dõi, động viên, đi sát, chăm sóc một cách hết sức là trách nhiệm, nhiệt tình. Ngày qua ngày Vượng đã thay đổi. Nói với cả nhà mình, một người đã mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo như vậy thì đương nhiên trong cơ thể không chỉ có một bệnh đó, bởi Vượng đã di căn sang gan và phổi, đồng thời còn rất nhiều các cái ngân hàng bệnh khác ở trong cơ thể. Thế nhưng ngày này sang ngày khác, Vượng cứ kiên trì sử dụng, rồi sử dụng đến cả bộ ba, rồi thậm chí cả bộ tứ. Thì một điều kỳ diệu, sau một năm Vượng đã thay đổi hoàn toàn, từ hơn 50kg sau khi phẫu thuật thì đã cho Vượng một cái sức khỏe hơn 70kg, và đi lại, ăn uống, sinh hoạt nó bình thường. Về đến bệnh viện truyền hóa chất thì qua kiểm tra máu, Vượng không thiếu kháng thể, không thiếu mà không phải trích, không phải kích. Trong khi đó nhiều người tưởng như là khỏe hơn Vượng, thậm chí còn trẻ hơn, nhưng mà khi về kiểm tra các cái chỉ số máu thì thiếu bạch cầu, tiểu cầu, và đương nhiên phải kích mới truyền được. Nhưng mà suốt gần 2 năm Vượng đi truyền ở bệnh viện thì chưa một lần nào phải kích. Các bác sĩ đã hỏi và Vượng đã kể lại là Vượng đã sử dụng cái dòng sản phẩm như vậy. Thế thì nhiều người bệnh đã nhờ Vượng để mua giúp cái sản phẩm này. Cho nên người em mà mang sản phẩm đến cho Vượng lúc lần đầu tiên Vượng ở viện về thì sau này đã nhiều lần phải mang sản phẩm từ Thái Nguyên về để cho Vượng. Rất nhiều, từ bệnh nhân Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, rồi các tỉnh, và đặc biệt cả bệnh nhân ở Hà Nội. Thế và nhiều người ngạc nhiên, và ngay bản thân Vượng cũng không thể ngờ cho đến ngày hôm nay. Sau đến năm 2000, hết năm 2000, thì cả một cái năm 2000 là Vượng hân hạnh được anh em ở hệ thống của Thái Nguyên mời đón đi để chia sẻ ở các buổi anh chị em tổ chức UPP gia đình ở các địa phương. Thậm chí có những cái buổi Vượng đi cách nhà 100 cây số rồi sau về. Thế thì sau năm 2000 thì đi như thế và thấy sức khỏe nó cũng không có vấn đề gì. Thì các bạn có nói với Vượng là hãy tham gia vào công tác kinh doanh để đưa cái giá trị sản phẩm. Bắt đầu từ tháng 1 của năm 2021, Vượng chính thức trở thành nhà phân phối của New Image. Và cho đến ngày hôm nay thì Vượng cũng đã xây dựng được một đội nhóm. Dưới Vượng
có những giám đốc dưới vượng, đã có giám đốc đạt danh hiệu sao của tháng 11 vừa đây. Thì hôm nay với một câu chuyện của bản thân thì vượng phải cảm ơn dòng sản phẩm tuyệt hảo của đất nước New Zealand đã có một cái dòng sản phẩm, và cảm ơn các nhà khoa học đã nghiên cứu tạo ra một dòng sản phẩm tuyệt vời để cho vượng có được cái sức khỏe như ngày hôm nay. Vượng không quên cảm ơn những người đã tìm đến dòng sản phẩm này mang về cho đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, và cảm ơn tập đoàn công ty New Amay Việt Nam đã cho vượng được tái sinh trở lại lần thứ hai, mặc dù sản phẩm luôn luôn nói không phải là thuốc. Tuy nhiên, nếu như không có giá trị của một dòng sản phẩm tuyệt vời như thế này thì đương nhiên bệnh cũng không đẩy lùi được, và sức khỏe sẽ không có. Chính vì thế mà vượng đã nguyện với lòng mình mang giá trị của dòng sản phẩm này đi phát nguyện, bởi rất nhiều người từ Bắc vào Nam, rất nhiều các tổ chức cá nhân đã đi làm những công việc thiện nguyện lớn, lớn hơn công việc mà vượng suy nghĩ gấp nhiều, nhiều lần. Tuy nhiên, không phải là lớn hay nhỏ, không phải là nhiều hay ít, miễn là thấy được giá trị, nguyện phát tâm để mang cái giá trị đó đến với cộng đồng, bởi vượng là người lính. Cho nên vượng đã suốt một năm vừa rồi đây, vượng đã đi, đã đến, đã chia sẻ giá trị của dòng sản phẩm này đến cho nhiều bà con, anh em, bạn bè, người thân. Và hiện nay đội nhóm của vượng, vượng đang duy trì với anh em, thì có những tháng thì lên được hơn 500 lon, nhưng tháng thấp cũng phải 300 lon. Ví dụ tháng 11 vừa rồi là hơn 300 lon, 332 lon sản phẩm ra, và luôn luôn là nhập vào từ 300 đến 500 lon sản phẩm. Thế thì vượng thấy đây là niềm vui, đây là một cái niềm vui. Hôm nay MC Huyền Trang có đặt một cái lời mời là muốn xin chú làm một cái cầu nối cho một chủ giảng. Một chủ giảng này vô cùng tuyệt vời. Khi vượng tìm hiểu thì người chủ giảng này lại cũng xuất thân từ một người lính, mà hơn thế nữa lại biết người chủ giảng này sinh ra và lớn lên ở cố đô Hoa Lư, Ninh Bình, là nơi mà nhà nước Đại Cổ Việt đầu tiên của người Việt Nam chúng ta. Và người chủ giảng ngày hôm nay cũng là những người ở độ tuổi tương tự như vượng, bởi vượng biết thủ lĩnh vào quân đội năm 1967 thì vượng chỉ vào trước người thủ lĩnh này gọi là một năm thôi, năm 66, và thủ lĩnh này vào năm 1967. Và một điều tuyệt vời hơn nữa, lại được biết rằng người thủ lĩnh này lại cùng một chiến tuyến với vượng, đó là cùng hoạt động ở binh đoàn Trường Sơn, đoàn 559 mang tên Hồ Vĩ Đại. Cho đến khi giải phóng miền Nam, người thủ lĩnh này vẫn tiếp tục cuộc đời người lính và đi làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Đến khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của bản thân thì thủ lĩnh về nghỉ chế độ giống như vượng ở quê hương. Một điều đặc biệt đó là người thủ lĩnh đang sống ở tại cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Khi về thì thủ lĩnh cũng đã tham gia vào một chương trình, đó là chương trình K-1
kinh doanh mạng từ năm 2012. Năm 1990 thì thủ lĩnh nghỉ hưu về công tác ở địa phương, cho đến năm 1998 thì nghỉ. Và 2012 đến 2016 thì tham gia làm mạng, và cơ duyên đến năm 2016 thì thủ lĩnh biết đến dòng sản phẩm Alpha Lavic Liberline, và cũng từ đó thì thủ lĩnh đã ký hợp đồng vào cuối năm 2026 để trở thành nhà phân phối của New Image Việt Nam. Do thủ lĩnh Nguyễn Văn Đức là người trực tiếp bảo trợ cho thủ lĩnh. Nhưng có một điều, một năm 2016 cho đến 2017 thì do yếu tố của gia đình, do một phần bệnh tật và sức khỏe, gia đình đã không đồng ý để cho thủ lĩnh tiếp tục tham gia vào con đường xây dựng doanh nghiệp New May. Và thủ lĩnh cũng phải nghe theo ý kiến của gia đình, của các con, nghỉ một năm không hoạt động. Nhưng tình yêu Alpha, giá trị của Alpha đã cho thủ lĩnh một quyết tâm, mà một quyết tâm này trong cuộc đời người lính của Vượng cũng như người thủ lĩnh này thường nói, ai quyết định vận mệnh của mình thì thường người lính nói là tôi. Và thủ lĩnh đã thực hiện chính cái lời đó. Từ năm 2018, thủ lĩnh lại tiếp tục trở về kinh doanh ở lĩnh vực New May, xây dựng cho đến cuối năm 2018 thì thủ lĩnh đã trở thành giám đốc 2 sao, và đến 2019 thủ lĩnh đã hân hạnh được đón nhận danh hiệu 3 sao ở một đại hội lớn của New Me Việt Nam. Và từ đó đến nay, thủ lĩnh đã trở thành người đứng đầu của hệ thống Ninh Bình. Vậy cả nhà mình đã đoán ra người thủ lĩnh đó là ai chưa? Có đoán được không? Có lẽ không để cho mọi người chờ lâu nữa, thầy Vượng xin được giới thiệu người thủ lĩnh 3 sao đứng đầu hệ thống của E lớn thuộc Galaxy 23 hôm nay, với niềm tin, niềm yêu và tất cả những gì mà người thủ lĩnh đã dành cho cái giá trị của dòng sản phẩm dinh dưỡng miễn dịch Alpha hôm nay, với một chủ đề văn hóa doanh nghiệp hệ thống. Nó là nền tảng trong kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp của mỗi một doanh nghiệp, với một cái nội dung vô cùng tuyệt vời mà trong tiền lệ như là MC Huyền Trang vừa nói, thì ở Galaxy 23 chưa từng có một tiền lệ nào một chủ giảng lại có một sự đặc biệt như ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta sẽ đón chào sự đặc biệt này của vị chủ giảng thủ lĩnh 3 sao đứng đầu hệ thống Ninh Bình, đó là giám đốc 3 sao thủ lĩnh Tống Thành Đạt của chúng ta.
Xin cả nhà chúng ta hãy nổ một tràng pháo bông thật to thật dài để đón chào thủ lĩnh Tống Thành Đạt, người chủ giảng tuyệt vời của buổi tối ngày hôm nay sẽ lên chia sẻ đào tạo với tất cả nhà mình về chủ đề văn hóa doanh nghiệp hệ thống buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời chủ giảng thủ lĩnh Tống Thành Đạt. Anh xuất hiện lên màn hình để mọi người chiêm ngưỡng nào. Vâng, xin chào, xin cảm ơn anh Vượng, cảm ơn thủ trưởng của tôi ở chiến trường. thật sự mà nói là đầu tiên thì không biết nói gì đâu, trước tiên là cảm ơn anh Vượng, anh đã hâm nóng hội trường lên. Và đã hâm nóng cả tâm hồn tôi lên, cả trái tim tôi lên trong cái buổi chia sẻ tối ngày hôm nay. Thì tối ngày hôm nay ấy, thì trước tiên ấy, là cũng thay mặt cho hệ thống Ninh Bình và cả nhân danh cá nhân là cảm ơn các lãnh đạo của G23 đã cho tôi và anh Vượng cùng dẫn chương trình giao lưu ở cái chương trình vô cùng ý nghĩa này. Thực sự tôi cũng không ngờ tôi lại được chia sẻ cái chương trình này. Và từ cách đây 2 hôm ấy thì nhận được lịch đào tạo của G23. Thì tôi cũng nghĩ rằng là đây cũng là một cái cơ hội để tôi chia sẻ những cái suy nghĩ và những cái mà cuộc đời của mình cũng 5 chìm 7 nổi 9 lên đây. Đến cái tuổi này thì nó cũng là một cái độ chín, một cái độ chín trong tâm hồn, trong suy nghĩ. Và cũng muốn chia sẻ cái độ chín này cho mọi người. Nhất là hôm nay chúng ta lại đến với nhau bằng một cái tư duy vô cùng là đặc biệt. Vì đây nó là một cái sợi vô hình. Đấy, nó giống như là 2 người yêu nhau, nó có một cái tình yêu, nó là một cái sợi vô hình gắn kết với nhau. Thì với chúng ta, với doanh nghiệp cũng vậy. Cho nên là cái nội dung hôm nay nó vô cùng là quan trọng. À, thì được anh Vượng, anh giới thiệu thì thực sự mà nói là đúng là hôm nay là nhận được điện thoại của anh Vượng là cũng không ngờ 2 anh em lại cùng chiến tuyến. À, tôi thì nhập ngũ vào đúng cái ngày 27 tháng 7 năm 2017. Ngày thương binh liệt sĩ, sau khi học hết lớp 9 là tôi bắt đầu rời nhà trường và vào quân ngũ để đi nhận cái nhiệm vụ mà đất nước giao cho, đó là chiến đấu tại chiến trường phía Nam, và được biên chế vào đoàn 559 và được biên chế vào đơn vị pháo binh độc lập của tiểu đoàn 2 của đoàn 559, và sau này là sát nhập vào trung đoàn 595. Mà rất là may mà đến ngày giải phóng thì tôi trở về miền Bắc được và có cơ hội là xây dựng gia đình và cho đến ngày hôm nay. Thì hôm nay ấy thì cũng sơ qua giới thiệu về bản thân để cho mọi người biết được tên đầy đủ của tôi là Tống Thành Đạt. Năm nay thì tuổi đời như anh Vượng cũng đã giới thiệu là đã đầu 7 đi chơi vơi rồi. Tuổi già thì nói chung ấy là nói là sức mạnh thì không còn nữa, nhưng mà về cái suy nghĩ và ý chí thì vẫn còn. Và khi mà chúng tôi còn sức khỏe thì chúng tôi còn ước mơ. Đấy, ước mơ chỉ tắt ngấm khi mình không còn sức khỏe. Vì chúng ta đã học rồi, nếu có sức khỏe thì có 1000 ước mơ, mà không có sức khỏe thì chả còn ước mơ nữa, chỉ còn 1 ước mơ thôi. Đấy. Vì vậy cho nên là cái mà hôm nay là chúng ta thấy rằng nếu còn ước mơ thì chúng ta còn có nhiều cái cơ hội trong cuộc sống sẽ đến với chúng ta, sẽ còn cái niềm vui hạnh phúc. Đấy. Nhất là may mắn cho ai đã đến được với IndieBay, một doanh nghiệp mặc dù rằng là chưa phải là số 1 thế giới nhưng mà cũng đã xếp hạng vượt qua 50 công ty lớn trên thế giới, xếp hạng thứ 32.
thì điều đó là điều mà chúng ta cảm thấy đó là điều vô cùng vinh dự. Đấy. Vậy thì vào New MA, chúng ta phải thấy rằng là vô cùng trân trọng, kính trân trọng một cái tập đoàn, một cái công ty mà đem lại cái cơ hội cực kỳ là lớn cho chúng ta. Mà nếu chúng ta không trân trọng, không có một cái tinh thần vươn tới để xây dựng cho bản thân mình và cho công ty, cho tập đoàn, thì sau này chúng ta sẽ rất là hối tiếc. Đó là điều mà hôm nay là tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người về cái chủ đề là văn hóa hệ thống, văn hóa doanh nghiệp. Đây là một cái chủ đề hết sức là quan trọng mà ít người là quan tâm đến. Tôi cũng không hiểu tại sao hôm nay lãnh đạo G23 lại phân công tôi chia sẻ cái nội dung này. Thì tôi thấy rằng là nội dung này thì đúng ra rất là dài. Đấy, nhưng mà tôi cố gắng là rút ngắn để làm sao chúng ta học cũng vừa đủ và có thể là cũng nghỉ thời gian nó khớp với chương trình đề ra. Chứ còn chương trình này thì tôi nghĩ rằng là vô cùng là dài. Nói nữa, nói mãi, nói không bao giờ hết. Nếu nói về suy nghĩ, nếu nói về tâm hồn, nếu nói về ước mơ, nếu nói về anh yêu em thì mãi mãi không bao giờ hết được. Nếu nói về yêu sự nghiệp, yêu công việc, nếu nói về tình bạn, nếu nói về mọi thứ, về gia đình, về hạnh phúc, không bao giờ nói hết được. Nó là một cái tình cảm muôn thuở. Đấy. Thì đối với doanh nghiệp nó cũng vậy. Đấy. À, tất cả chúng ta gói gọn là một câu, đó là tình yêu thương. Đấy. Và sau cái động từ tình yêu thương đẹp hơn, đó là giúp đỡ, thân tình. Đấy. Đó là hai cái động từ mà chúng ta nên nhớ. Đây là một cái những cái động từ vô cùng là tuyệt vời mà có thể giúp chúng ta đến bên nhau và giữ lại những cái kỷ niệm mà trong cuộc sống này mãi mãi, và chúng ta sẽ đến với nhau, sẽ đem lại cho nhau vô cùng ý nghĩa trong cái cuộc đời mà có duyên. Người ta nói là có duyên với gặp. Đấy. Mà có thể có những người nói là trời định. Đấy. Thì đó là cái mà chúng ta thấy rằng là vô cùng là ý nghĩa. Vậy thì hôm nay chúng ta thấy rằng là từ trước nay chúng ta thường nghe những cái câu là hợp tác, đúng không? Hợp tác là phải thân tình. Đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ hiểu cái câu hợp tác thân tình là như thế nào. Đã là hợp tác thì phải thân tình, nếu không thân tình thì không bao giờ hợp tác được với nhau. Đấy. Đã hợp tác mà lại trong lòng không mở ra, không mở hết ra, thì làm sao mà hợp tác được. Mà còn giấu nhau cái gì, còn khép lại cái gì, thì không bao giờ có chuyện hợp tác được. Vậy thì trong kinh doanh truyền thống ấy, thì không bao giờ có cái động từ đó. Không bao giờ có cái từ đó. Trong kinh doanh truyền thống thì chúng ta biết rằng không bao giờ người ta hợp tác thân tình, mà người ta sống trong một cái môi trường mà cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Đấy. Thậm chí doanh nghiệp đó muốn dìm chết doanh nghiệp kia. Đấy. Rồi nạn cướp khách. Đấy. Rồi nói xấu nhau. Thậm chí anh em ruột thịt mà cùng kinh doanh một mặt hàng lìa nhau luôn. Đấy. Tôi trước kia tôi đã kinh doanh ở trung tâm thành phố, đó là ở đường Trần Hưng Đạo. Tôi đã chứng kiến là hai gia đình, hai chị, hai anh em ruột, thì có hai cô con dâu đều kinh doanh đại lý bách hóa với nhau. Hai gia đình này không bao giờ biết nhìn mặt nhau cả. Đấy, chửi nhau liên tục, ganh ghét nhau từng người khách một. Đó là ruột thịt. Mà hai anh em ruột thịt thì rất là đau khổ, nhưng không biết làm sao được. Vì vậy cho nên chúng ta rằng là kinh doanh truyền thống họ không bao giờ nói được cái từ gọi là hợp tác thân tình. Mà cái từ hợp tác thân tình này là chỉ có kinh doanh hệ thống thì mới nêu bật lên được cái hợp tác thân tình. Còn nếu như chúng ta
là những người đang kinh doanh hệ thống, mà chúng ta còn có những cái suy nghĩ như kinh doanh truyền thống, chúng ta còn giữ lại cái khoảng cách của nhau. Đấy. Còn bí mật, đấy, không mở lòng, không chia hết, không biết cho đi, đấy, không biết dành cho hạnh phúc cho nhau, thì coi như là không phải là hợp tác thân tình. Thì đây là một cái mà chúng ta biết rằng là cho nhau, cho đi là còn mãi. Cho đi xem mình sẽ được nhận về, thì đó là kinh doanh hệ thống. Còn những ai vào đây mà chúng ta không biết cho đi, thì không bao giờ chúng ta tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong kinh doanh hệ thống. Đấy. Thì đó là điều, đó là cái ý nghĩa của hợp tác thân tình. Kinh doanh hệ thống là một cái mối liên kết từ công ty xuống đến tận nhà phân phối, xuống khắp cái nhà phân phối luôn. Công ty New May là một cái công ty mà tôi đang nghiên cứu, và trước kia là tôi đã đang làm cho một cái công ty cũng rất là nổi tiếng trên thế giới. Đó là công ty, đó là tập đoàn Forever của Mỹ, mà đại diện tại Việt Nam là công ty trách nhiệm thương mại Lô Hội. Họ cũng có những dòng sản phẩm cực kỳ tốt từ cây Lô Hội. Và chính vì bản thân tôi cũng giống như anh Vượng. Và nói đến anh Vượng thì thật là chúc phúc cho anh. Anh đã vượt qua được một căn bệnh hiểm nghèo. Tuyệt vời. Thì chúng ta thấy rằng là tại sao chúng ta lại đi tìm một môi trường kinh doanh dinh dưỡng, thì ngay bản thân tôi từ năm 2013, sau khi tôi bị mắc rất nhiều bệnh, thứ nhất là bệnh áp huyết cao, thứ hai là bệnh đau dạ dày, thứ ba nữa là bệnh đường ruột, đại tràng, thứ tư nữa là bệnh trĩ, thứ năm là bệnh khớp, thứ sáu nữa là bệnh nội tiết tuyến giáp, thứ bảy nữa là loạn tim, loạn nhịp tim. Nói chung là khi tuổi về già, bắt đầu là như là một cái xe nó xuống dốc không phanh. Quy luật của sinh lão bệnh tử. Đấy. Khi sinh lão bệnh tử đó là về già là chỉ có mắc bệnh. Nếu như mà ai mà không giữ được ấy, thì tuổi thọ ngắn lại. Thì đó là cái quy luật rồi. Nhưng mà rất là may là cho những ai biết tìm cho mình một con đường, đó là con đường hạnh phúc, con đường đi tìm lấy một cái hạnh phúc nhất, đó là sức khỏe. Mà từ cái con đường hạnh phúc sức khỏe này mà mình cũng tìm được cho mình cái ước mơ. Mà chính vì tìm được cái ước mơ mà hôm nay tôi mới có cơ hội chia sẻ với mọi người. Chia sẻ với mọi người. Bởi vì tôi đã nhận thức rằng dinh dưỡng là cái gốc, mà thuốc tây là cái ngọn. Cây muốn vững thì cái gốc phải to. Còn nếu đối với thuốc tây ấy, thì người ta chỉ về nội khoa là người ta chỉ có chữa triệu chứng thôi, và triệu chứng thứ hai là triệu chứng tái phát. Đấy. Còn cái gốc người ta không chữa được, mà cái gốc muốn chữa được là do cái hệ miễn dịch của mình, do cái khả năng sức khỏe của mình. Đấy. Khi mình trở về nhà, mình có sau khi mình giải quyết triệu chứng xong, mình về nhà mình có khỏi được bệnh hay không là do cái việc chăm sóc, do cái gì, việc điều dưỡng, do cái việc nghỉ ngơi, do cái việc rèn luyện, và cơ thể mình tăng hệ miễn dịch lên thì nó mới sửa chữa được cái gốc. Vậy thì bác sĩ cũng không biết cái gốc của bác sĩ như thế nào, cho nên bác sĩ cũng chết về trên bệnh. Nên bác sĩ đã nói với tôi ở Bạch Mai, chúng ta mắc bệnh đã là muộn rồi. Còn nếu bệnh nhẹ thì rất khả quan, nhưng bệnh nặng thì tỷ lệ chữa khỏi rất là khó, và tỷ lệ tử vong rất là cao, đến chúng tôi cũng chết. Đấy. Vậy cho nên qua đó chúng ta thấy là dinh dưỡng vô cùng quan trọng. Vậy thì chúng ta đang đến một cái mà con đường mà thế giới người ta đã đi hơn trăm năm nay. Và cái con đường này đang là con đường mà dân trí của trong nước của chúng ta mỗi một ngày
một phát triển lên, một tỉnh ngộ lên, và đó là cơ hội kinh doanh cho chúng ta. Xong chúng ta lại đến với một công ty, đó là một công ty đầu tiên kinh doanh hệ miễn dịch. Đấy. Thì rất là tuyệt vời. Thế mà vào đây nếu như chúng ta mà không biết xây dựng doanh nghiệp, không thân tình hợp tác, không xây dựng cho mình, cho công ty, cho tập thể, cho đoàn đội của mình đoàn kết, sức mạnh và luôn luôn cho đi, luôn luôn giúp đỡ, luôn luôn thương yêu, thì điều đó là chúng ta rất vô cùng là tiếc. Thì đó là cái mà chúng, cái ý đầu tiên là tôi muốn nói với mọi người là thân tình, thế nào là thân tình hợp tác. Cái ý thứ hai, đập nát sự ích kỷ. Chúng ta có thể, khi mà thấy ai mà ích kỷ với chúng ta có tức không? Có giận không? Anh em ích kỷ với nhau cũng giận, đúng không? Vợ chồng có ích kỷ với nhau cũng giận, bạn bè ích kỷ với nhau cũng giận, đúng không? Nhưng cái ích kỷ trong kinh doanh nó còn nguy hiểm. Đấy. Ích kỷ trong đoàn đội, ích kỷ trong tập thể nó nguy hiểm lắm. Nó có thể kéo cho cái sự phát triển đấy, của một tập thể đi xuống. Rồi chia rẽ, từ cái kỷ dẫn đến chia rẽ. Mà chia rẽ thì khác nào là sẽ bị các công ty khác người ta bẻ gãy ngay. Nếu chúng ta cụm lại thành một cái bó đũa, họ có không bẻ được không? Không bao giờ bẻ được. Chúng ta bó lại một bó đũa thì không có ai bẻ được cả. Nhưng nếu chúng ta chia ra, chia lẻ ra, người ta bẻ gãy ngay. Và sẽ có những thủ lĩnh bỏ ra đi. Tôi mới là 3 sao, là người lớn tuổi thôi. Nhưng mà hầu như các công ty mời tôi đi rất là nhiều. Nhưng nếu tôi không có cái đầu phân tích thì tôi đã cũng rời New Amway lâu rồi. Nói thật với mọi người là như vậy. Nhưng tôi thấy ở New Amway nó quá là tuyệt vời, mọi người ạ. Đấy. Một cái sản phẩm vô cùng độc đáo mà thị trường truyền thống không bắt chước được. Bởi vì bắt chước được phải có sữa non, bắt chước được phải có công nghệ, bắt chước được phải giữ được cấu trúc sinh học. Đấy. Không thể bắt chước được. Trong khi đó, ngoài thị trường thực phẩm chức năng hơn 4.000 công ty vừa sản xuất vừa kinh doanh đủ các kênh, họ bắt chước nhau, họ cạnh tranh nhau khốc liệt, họ hạ giá, họ làm đủ tình đổ tội, vô cùng là vất vả. Thế mà chúng ta vào New Amway chúng ta không trân trọng, không, mà chúng ta vẫn còn khoảng cách với nhau, vẫn còn chia rẽ ích kỷ rồi rủ nhau ra sang công ty khác, mua chuộc nhau sang công ty khác. Thì đó là điều mà vô cùng là đáng tiếc. Đấy. Chỉ có một ly cà phê ngon thôi, 47.000 ly cà phê, bây giờ là 50.000. Nhiều người nghiện cà phê mỗi ngày phải mất 40-50.000 một buổi sáng. Nếu như chúng ta không uống cà phê, chúng ta uống ly sữa, thì nó tuyệt vời đến mức độ nào. Chi phí quá hợp lý đúng không, mọi người? Làm gì có một cái ly sữa mà đem về 70-80% dương chất cho một ngày. Đấy. Trên đời này làm gì ở đâu có, chỉ có New Amway. Cho nên là đây là một cái mà tôi nhận thức được điều này, mà tôi thấy rằng là đây là một cái cơ hội kinh doanh. Cơ hội kinh doanh một cái thị trường vô cùng rộng lớn, và lại cơ hội kinh doanh mãi mãi bền vững vô cùng, đời nào cũng phải cần. Những cái dưỡng chất, 5 cái thành phần dưỡng chất đời nào cũng phải cần. Chỉ khi nào không còn loài người thì lúc đó mới hết. Vậy New Amway một cái ưu thế tự sản xuất, đấy, tự chế biến, chủ động về khâu sản xuất, chủ động về thị trường, chủ động về khâu kinh doanh. Chính vì vậy cho nên mới có tăng có 40.000 thôi mà có người đã kêu rồi. Trong khi đó bên các công ty thực phẩm chức năng vừa rồi người ta tăng lên 13%, mà tăng này là lần
thứ ít nhất cũng phải lần thứ tư trong trong 10 năm nay rồi. Đấy. Mỗi lần từ 13 đến 20%, thì chúng ta thấy rằng là giá trị sản phẩm, cái sự chủ động về nhiên liệu, chủ động về sản phẩm của chúng ta giữ được cái giá cho người tiêu dùng nó tuyệt vời đến mức độ nào. Thế mà chúng ta vẫn còn mang cái lòng ích kỷ, nói xấu về công ty, rồi chia rẽ, rồi rủ đi công ty khác. Điều này hôm nay tôi cũng muốn nói lên như vậy để cho chúng ta hãy đập tan những cái ích kỷ đó ra. Cái ích kỷ hại hàng xóm nguy hiểm lắm, ích kỷ hại nhau nguy hiểm lắm, và ích kỷ hại tập thể, hại doanh nghiệp rất nguy hiểm và mất hết cái tinh thần xây dựng. Cái thứ ba nữa là kỷ luật bản thân vô cùng quan trọng. Nếu bản thân chúng ta làm bất cứ một cái gì chúng ta không có kỷ luật, chúng ta sẽ bị sa đọa ngay, kể cả ông đã là 5 sao hay 5 sao kim cương. Đấy. Cho nên kỷ luật bản thân vô cùng quan trọng. Tại sao một đội bóng mạnh người ta phải có kỷ luật? Người ta phải là một đội bóng kỷ luật. Mỗi một cầu thủ là luôn luôn phải có kỷ luật, chấp hành nghiêm về vấn đề đối sách của huấn luyện viên. Thì với chúng ta cũng vậy, chúng ta phải trung thành với tuyến trên. Đấy. Biết sao chép tuyến trên, tuyến trên làm thế nào thì chúng ta làm thế vậy. Đừng có sáng tạo bánh xe, đừng có khôn khôn hơn là sáng tạo khô hơn. Đấy. Rất nguy hiểm, bởi vì môi trường kinh doanh chúng ta môi trường sao chép. Chúng ta chỉ có thông minh hơn là chúng ta phát huy được mối quan hệ, và chúng ta thông minh hơn là chúng ta đối nhân xử thế tốt hơn. Đấy. Xử lý những cái tình huống giao tiếp tốt hơn để chúng ta gắn kết được nhiều khách hàng hơn. Và chúng ta hãy mở lòng của chúng ta ra để giúp cho tuyến dưới, giúp cho người khác, để cùng tiến bộ, cùng vượt lên. Và luôn luôn kỷ luật bản thân. Đấy. Đã nói là làm, mà đã làm là phải được. Đấy. Chúng ta sống ở đây không phải vì tiền. Tiền thì ai cũng rất là quý, bởi vì không có tiền chả có cái gì cả. Nhưng không vì đồng tiền mà chúng ta có thể đặt bằng tất cả. Đấy. Rồi chúng ta mang, chúng ta sa đọa chúng ta đến với những cái việc mà nó chẳng đâu vào đâu cả, thì nó làm ảnh hưởng đến tập thể, ảnh hưởng đến người xung quanh. Đấy. Thì cái đó là cái mà cái kỷ luật bản thân. Dù chúng ta đi một mình, chúng ta sẽ là con hổ săn mồi, vẫn giữ đúng bản chất nhà phân phối như mây, không được vi phạm kỷ luật, không được nói quá và không được vi phạm quy tắc hoạt động của công ty. Chúng ta đi cùng tập thể, chúng ta giữ gìn tập thể, cùng nhau bàn bạc, cùng nhau thống nhất làm việc. Đấy. Thì cái đó là mới là cái chúng ta giữ được cái tinh thần mà kỷ luật nghiêm trong mọi các tình huống. Thì đó là cái mà ý thứ ba mà hôm nay muốn nói với mọi người. Đấy. Trong văn hóa như hôm nay có một cái văn hóa mà tôi nghĩ rằng là quá tuyệt vời. 6 điều văn hóa của New Hemay nói lên tất cả. Đấy. Cái 6 điều này thì tôi tin rằng là một nhà phân phối nào đến cũng đều được học. Nếu như nhà phân phối mới nào mà chưa được học thì đó cũng là khuyết điểm của tuyến trên. Khuyết điểm của tuyến trên là chưa đưa cái chương trình này vào cái chương trình cơ bản trước khi ký hợp đồng, hoặc sau khi ký hợp đồng là phải chuyển giao cái 6 cái đạo đức nhà phân phối. Bởi vì 6 đạo đức này, nhà phân phối này là giữ không những giữ cho công ty, giữ cho hệ thống và còn giữ cho gia đình hạnh phúc. Nó rất là tuyệt vời. Nó giúp cho nhà phân phối phát triển một cách trọn vẹn, đứng trước cám dỗ của xã hội mà vẫn giữ được trái tim cháy bỏng, nhưng mà giữ được tâm hồn trong sạch trong kinh doanh. Đấy. Thì cái đó là cái mà hôm nay tôi cũng nói lên sáu cái đạo đức nhà phân phối để cho chúng ta cùng nhau ôn lại. Và những ai hôm nay là khách hàng
cũng niềm tin vào New Amway nhiều hơn trước khi cầm bút ký hợp đồng. Và hôm nay ai là nhà phân phối chưa được học thì chúng ta cũng sẽ được. Tôi chia sẻ cái 6 cái điều đạo đức này. Cái thứ nhất là không quan hệ tiền bạc và hàng hóa, không quan hệ tiền bạc và hàng hóa lẫn nhau, có nghĩa là không làm rối loạn tiền bạc và hàng hóa, vì đó là vật chất, đứng trước vật chất chúng ta không thể cám dỗ được. Người ta bảo có vay có trả, có hẹn là phải chuẩn, và hàng hóa là phải, người ta gọi là phải phân minh. Đồng tiền thì phải phân minh, mối tình thì phải dứt khoát chứ không lằng nhằng, cái gì nó ra cái đấy. Thì đây là cái mà chúng ta thấy rằng là để giữ được đoàn kết, giữ được nhau lâu dài thì cái gì ra cái đấy. Cho ra cho, vay ra vay, mượn ra mượn, biếu ra biếu, mà đã giúp đỡ thì không đòi lại. Thì đây là cái mà đây cũng là cái đạo đức của dân tộc Việt Nam, truyền thống dân tộc Việt Nam, cũng là cái câu ngạn ngữ mà các cụ hàng ngàn đời đã truyền lại cho con cháu. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Thì đó là cái mà tôi thấy rất là tuyệt vời. Đấy. Cái câu thứ hai nữa là không quan hệ nam nữ bất chính. Bởi vì cái này là rất là dễ bị mất đoàn kết và rất là phá tan hạnh phúc gia đình. Vì gia đình là cái gốc. Khi mà đã gia đình đã vỡ thì vỡ hết mọi thứ. Gia đình luôn luôn là số 1. Còn đối với những người chưa có gia đình, muốn lấy được vợ đẹp, muốn sinh được con ngoan, thì hãy giữ tình yêu cho trong sàng. Còn đối với những người có gia đình rồi thì phải giữ cho gia đình hạnh phúc và phải xây dựng gia đình trở thành gia đình New Amway. Gia đình New Amway là gia đình toàn diện. Vì vậy cho nên là đây là cái mà chúng ta thấy rằng là tất cả là chúng ta phải thấy rằng là tuyệt vời. Cái này không thể phân tích hết được, rất tuyệt vời. Thứ hai, ba nữa là không nói lời tiêu cực. Nói lời tiêu cực chính là có thể là bị gieo một cái tội cho người khác, bởi vì có thể cướp đi ước mơ của người khác. Mọi người nên nhớ rằng là tiêu cực, đã tiêu cực thì không làm được một cái gì, đã tiêu cực thì coi như là dừng bước, đã tiêu cực là lùi chứ không còn tiến nữa. Mà lời nói thế nào thì sẽ hành động theo vậy, và lời nói còn nguy hiểm hơn là ảnh hưởng đến người khác và còn ăn cắp ước mơ của người khác, đánh cắp ước mơ của người của đồng đội, làm cho là xáo trộn về tinh thần. Cho nên là chúng ta không được nói lời tiêu cực. Với tôi ấy, là tôi luôn luôn xử lý những cái vấn đề này. Cho nên là muốn giữ cho hệ thống thăng bằng thì nhất là đối với các thủ lĩnh, chúng ta tuyệt đối không được nói lời tiêu cực, kể cả đối với tuyến trên. Chúng ta tích cực cũng là thúc đẩy tuyến trên, chứ chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là chúng ta tích cực là được, chỉ được tuyến trên khen thôi. Nhưng chính là thúc đẩy tuyến trên, động viên tuyến trên cũng xung phong lên chiến thắng. Và chúng ta tích cực để chúng ta kéo hệ thống chúng ta đi lên. Đấy mới là cái tuyệt vời. Và khi mình làm được cái việc lớn đó, mình cảm thấy đấy là hạnh phúc. Còn nếu như ai
mà làm ảnh hưởng đến người khác thì có tội. Ừ. Tội nặng đấy chứ không phải về vớ vẩn đâu. Để tôi nhắc là cái tội này mà thời vua chúa là đem ra chém. Vậy cho nên là đây là cái mà chúng ta thấy rất tuyệt vời. Ngẫm nghĩ ra thì nó rất là thấm thía và rất là tuyệt vời. Cho nên chúng ta không được nói lời tiêu cực, không được truyền tiêu cực xuống dưới và cũng không được hất tiêu cực lên trên. Mà nhất là những ai đã là thủ lĩnh. Thủ lĩnh ở đây có thể là bắt đầu từ trưởng phòng trở lên khi bắt đầu xây dựng hệ thống. Bởi vì vào kinh doanh hệ thống đây không có người đứng cuối mà chỉ có người đứng đầu thôi. Vì vào đây là anh xây dựng doanh nghiệp bắt đầu từ mình trở xuống mà. Mà anh là ký trực tiếp với công ty chứ có cơ ký trực tiếp với ai đâu. Bảo trợ người ta chỉ có cho anh cơ hội và song hành đồng hành với anh thôi. Chứ người ta không có quyết định một cái gì về thân phận anh cả. Và anh vào đây là anh xây dựng doanh nghiệp bắt đầu từ anh trở lên, trở xuống. Anh làm tốt doanh nghiệp anh to, anh tiến bộ và có thu nhập lớn. Còn anh làm không tốt thì doanh nghiệp bé, anh phải chịu. Chứ anh không thể đổ tại ai cả. Đấy. Và nếu anh làm tốt thì anh là tấm gương cho mọi người học tập. Thì đó là cái mà chúng ta thấy rằng là phải quan điểm là chứ vào kinh doanh hệ thống không có người đi sau mà chỉ có người đi đầu. Chúng ta đều là người đi đầu hết. Chúng ta đều là chủ doanh nghiệp hết. Chúng ta đều là giám đốc doanh nghiệp. Và sau này tương lai chúng ta đều là tổng giám đốc của một doanh nghiệp. Đấy. Thì mong mọi người thấy điều đó là điều hết sức hạnh phúc. Có tuyệt vời không? Nếu tuyệt vời thì cho tôi một cái tràng pháo hoa. Tính ích kỷ thì không những mà nó làm ảnh hưởng đến nội các, đến doanh nghiệp của mình, ảnh hưởng đến tập thể của mình, và còn chia rẽ, và còn ảnh hưởng đến cả tập thể người khác. Bởi vì đã mang tính ích kỷ, dù anh có vun gia đình anh sạch mà anh để hàng xóm bẩn, anh cũng có tội. Vậy thì có một điều thứ tư nói lên là không quấy nhiễu đức, không được quấy nhiễu tiếng bạn. Chúng ta mà đi nói xấu tiếng bạn rồi chúng ta lại không đoàn kết với tiếng bạn, chúng ta không mở lòng với tiếng bạn, chúng ta không hợp tác thân tình thì chúng ta sống với ai? Chẳng nhẽ thị trường này có một mình chúng ta làm à? Chúng ta có làm nổi không? Công ty này mà không có số lượng nhà phân phối đông liệu có cuốn chúng ta đi được không? Sản phẩm có tốt mấy mà không có người tiêu dùng thì sản phẩm đó cũng nằm chết một chỗ. Vậy thì chúng ta hãy xây dựng cho nhau, cùng đoàn kết, gắn kết với nhau, coi như là một thị trường. Hiện nay là ở Ninh Bình chúng tôi là có rất nhiều hệ thống. Và đối với chúng tôi là luôn luôn chào đón những hệ thống bạn cùng sinh hoạt, cùng học tập, cùng vươn lên. Đó là điều tôi luôn luôn là cũng nói với tuyến dưới của tôi là như vậy. Hãy đón chào tuyến bạn với một cái tấm lòng thân tình nhất để chúng ta cùng nhau học tập. Bởi vì trong tập thể lớn sẽ tìm ra được cái sự thông minh, để tìm ra cái giải pháp tốt nhất để chúng ta học tập lẫn nhau để làm. Thì cái này là cái mà rất là tuyệt vời. Cho nên chúng ta không được làm ảnh hưởng đến tuyến bạn, mà chúng ta chỉ có đoàn kết thôi, chỉ có mở lòng thôi, và không được để ảnh hưởng đến nhau. Đó là cái mà nguyên, và đây cũng là quy tắc của công ty. Mong rằng là chúng ta hãy hiểu rõ cái tinh thần đó. Và không cho ý kiến của mình là đúng, mà hãy tôn trọng tập thể, tôn trọng ý kiến tập thể, và có những điều gì sáng kiến thì hãy đề đạt lên trên, chứ chúng ta không thể tự ý được. Thì cái đó là cái điều số 5, là không nên cho mình là đúng.
Có những điều gì hãy để đạt lên trên để giải quyết. Chúng ta không thể tự ý giải quyết được. Bởi vì vào đây chúng ta không phải trả lương cho ai cả. Chúng ta không phải thuê văn phòng, không phải thuê nhân viên, mà tất cả đều giúp đỡ lẫn nhau. Dưới có thành công thì trên mới thành công. Dưới mà không thành công, trên chả có cái gì cả. Vậy thì là một gia đình gắn kết, thậm chí còn hơn anh em ruột. Thì đó là cái điều chúng ta phải hiểu rõ này. Chúng ta vào đây đã là một hệ thống rồi thì gắn kết lại với nhau để mà cùng nhau làm việc, cùng nhau học tập, cùng nhau xây dựng những ý kiến, lời hay, ý đẹp để chúng ta vươn lên để làm việc. Thì đó là cái mà chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Và thứ cái mà muốn nói hơn nữa là chúng ta không được so sánh với thứ trên, là cái thứ sáu. Cái này thì một cái mà rất dễ xảy ra đối với những nhà phân phối tiêu cực. Nếu như mình hiểu ra vấn đề thì tuyến trên người ta cũng đã phải trả giá. Người ta vào trước, người ta cũng phải trả giá. Người ta phải học tập, người ta phải xây dựng, người ta phải mò mẫm đi tìm ra những cái giải pháp tốt nhất để người ta xây dựng doanh nghiệp. Bây giờ người ta vào trước mình, người ta vất vả như vậy, người ta có đồng tiền thu nhập cao hơn thì mình để so sánh. Làm sao lại trả cho tuyến trên nhiều thế? Sao lại trả cho tuyến dưới ít thế này? Nếu chúng ta hiểu về chính sách, nó rất là công bằng. Bởi vì hoa hồng trực tiếp là hoa hồng bán lẻ lớn nhất tới 25%. Chả có hoa hồng nào là lớn bằng từ 10 đến 25%. Trong 40% thì chẳng có cái hoa hồng nào là hoa hồng bán lẻ trực tiếp, nó bằng hoa hồng bán lẻ trực tiếp cả. Vậy thì vào đây nhiệm vụ của chúng ta là bán lẻ. Chúng ta là công ty bán lẻ. Chúng ta bán được nhiều, chúng ta được hưởng nhiều. Nếu chúng ta bán giỏi, tháng chúng ta khoảng 3 suất đi, đa khoảng 100 người xem. Nguyên cái đấy là chúng ta là danh hiệu từ trưởng phòng cho nên là đã khá nhiều tiền rồi. Từ 20 đến 40-50 triệu rồi đối với giám đốc. Cho nên là không có cái hoa hồng nào mà mạnh như hoa hồng bán lẻ. Chúng điều là kinh doanh mạng ấy, kinh doanh đường lối của kinh doanh hệ thống ấy, thì thời gian xây dựng hệ thống chiếm 80%. Bởi vì hệ thống doanh nghiệp nó mới quyết định lên cái sự nghiệp của mình. Thời gian học tập có 10% thôi, và thời gian bán hàng cũng có 10% thôi. Chúng ta phải hiểu kinh doanh hệ thống nó là như vậy. Vậy thì sướng hóa cái gì đó. Và đây công ty không bắt chúng ta phải giúp sức vào bán hàng đâu. Mà chúng ta, công ty muốn chúng ta vươn lên được, trở thành người thành công, đó là xây dựng doanh nghiệp. Và cơ hội xây dựng doanh nghiệp không đồng, tự hỏi xem có cái cơ hội nào tuyệt vời hơn kinh doanh hệ thống không. Trước kia tôi xây dựng một cái khách sạn 2 sao, tôi phải bỏ đến 2 tỷ mà thời gian năm 1999. Mọi người phải biết tôi đã phải dành tới 2 tỷ đồng. Vì trước khi xây dựng, tôi đã xây dựng một doanh nghiệp và vận tải du lịch đầu tiên ở Ninh Bình. Và khi tôi mua mấy con xe chạy rất nhiều tiền, vì hồi đấy chưa có ai làm mà. Nhưng khi họ thấy tôi kín việc và nhiều tiền như vậy, thì họ đổ xô ra, nhiều gia đình bán xe khách đi mua xe du lịch, nhiều gia đình bán nhà đi mua xe du lịch. Và cuối cùng nó trở thành một thị trường kinh doanh một cách khốc liệt. Và tôi lại nhanh chóng bán xe đi để tôi thấy khách trả. Trước khi tôi lên doanh nghiệp và vận tải du lịch thì tôi đã có một chuỗi hàng cà phê ở Ninh Bình rồi. Mà nếu những ai mà về Ninh Bình tầm tuổi 50 nói đến cà phê Đảng, ai cũng đang càng vào. Thì chúng ta thấy rằng tôi cũng là một, khi tôi ở lính về tôi đã là có cái đầu óc về kinh doanh truyền thống rồi. Nhưng mà tôi thấy rằng kinh doanh hệ thống tuyệt vời. Xây dựng doanh nghiệp như các thủ lĩnh 4-5 sao là tuyệt vời. Hàng nghìn quân dưới mình mà chả mất đồng nào, và lại rất bền vững. Nó bền vững ở tập đoàn, bền vững ở công ty, bền vững ở sản phẩm.
mà sản phẩm miễn dịch của mình thì nó cứ bay mãi vậy. Để chúng ta có lo thất nghiệp không? Chúng ta có lo mất cái gì không? Các sếp từ giám đốc cho đến năm sau có lo là ngày mai mình không có lương không? Nếu như các lãnh đạo mà tiêu cực thì các lãnh đạo có tội và không nhìn ra cái bền vững cái sự nghiệp của mình. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là nó rất tuyệt vời. Xây dựng mà hàng nghìn người, nếu như mà ở trong nhà nước anh phải trả lương này cho người ta này, anh phải hạch toán kinh tế, anh phải quản lý kinh tế, anh phải thuê văn nhiều cái văn phòng và nhiều người quản lý, nhiều hệ thống kế toán, nhiều hệ thống rất cộng cảnh, chi phí rất là lớn. Tất cả cái đó công ty lo cho chúng ta. Chúng ta chỉ có việc phát triển và tiền chui nhảy vào túi. Sướng vậy còn gì nữa, còn gì sướng hơn. Nếu như ai nhìn ra cái vấn đề này thì như bản thân tôi ước tôi mới trở lại cái tuổi 30 thì không mà tôi làm cái gì, chỉ có kinh doanh bạn. Bởi vì nó quá tuyệt vời. Cho nên là chúng ta đã bước vào đây rồi thì chúng ta đừng có so sánh với tuyến trên. Hãy cố gắng làm việc, hãy học tập tuyến trên, đừng có suy bì cái gì cả. Và chúng ta phát triển. Chúng ta đừng dừng lại, đi chậm chứ đừng có dừng lại. Và kiên trì sẽ có ngày thành công. Thì đó là cái mà chúng ta muốn được như tuyến trên thì chúng ta phải bỏ sức ra học tập để chúng ta làm việc, chứ không vì tuyến trên người ta cũng phải vùi đầu người ta học, chứ không phải đơn giản đâu. Tôi nói ngay bản thân tôi tưởng là tôi già không phải học nữa, nhưng mà càng học tới càng mình càng dốt, mà nhất là đôi lớp trẻ thì tôi vô cùng là dốt. Công nghệ thì không biết, mắt thì nhìn chữ không rõ. Tôi cận lâu rồi, lâu mấy chục năm nay rồi, cho nên là thấy rằng là mình rất là tiếc. Ước mình là nếu còn trẻ thì không bao giờ tôi làm cái gì ngoài kinh doanh mạng này ra. Khi mà chúng ta chưa nghĩ đến cống hiến thì chúng ta đừng có nghĩ đến một cái quyền lợi gì cả. Muốn có quyền lợi phải có cống hiến, đó là hai cái điều với nhau. Vậy cho nên là hãy mang cái tâm, cái phúc, cái đức của mình ra để cống hiến. Niu Mây là chủ tịch đã nói rồi, vào Niu Mây là chúng ta được nhiều thứ lắm, mà một cái thứ mà tôi thấy tuyệt vời nhất là giàu không thể cưỡng được. Câu nói đấy là không biết ai nghĩ ra, tôi thấy đúng vậy. Nếu như chúng ta mà làm tốt là giàu không thể cưỡng được. Kho vàng của Niu Mây mênh mông, chúng ta cứ dùng quốc thật sắc, chúng ta có quốc về nhà thôi. Thì đó là cái mà chúng ta thấy là rất là tuyệt vời. Và chúng ta luôn phải kiên trì. Tuyến trên họ kiên trì họ mới có. Mình mới vào mình đã so sánh là không được. Mình chưa phải trả giá mà mình đã muốn có tiền là không có. Không có cái đoạn đâu. Vì làm kinh doanh nó thật với mọi người, không những mà mồ hôi, thậm chí có cả nước mắt. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình, vợ chồng đấy, phải dùng nước mắt mới làm được kinh doanh mạng, rất là khổ. Chồng thì không đồng ý, vợ thì rất là say, đe nhau ra tòa, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải về với nhau, rồi cuối cùng chồng mới nhìn ra được là cái giá trị của kinh doanh mạng. Thế nên là cái này là cái mà không những mà rồi chúng ta nước mắt, nhiều lúc chúng ta tủi thân, có những khi chúng ta phải đi dưới trời nắng rát, có những khi chúng ta phải đi dưới trời mưa, có những ngày người ta được vui chơi, nhưng mà chúng ta vì sự nghiệp chúng ta phải. Giai đoạn đầu, giai đoạn là chúng ta chưa được hưởng thụ, bởi vì giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà thử sức chúng ta nhé, lòng quyết đoán
Gian nan mới thử được vàng, lửa mới thử được vàng. Đấy. Cho nên giai đoạn đầu ấy là vào bất cứ một ngành kinh doanh nào cũng rất là khó, bởi vì kinh doanh không bao giờ giải thảm. Thế chúng ta đã chẳng có ngành kinh doanh nào giải thảm cả, mà ngành kinh doanh nào cũng phải trải qua gian khổ bực bội. Nhưng qua sự cố gắng, qua sự kiên trì, qua sự vượt lên thì là nụ cười chiến thắng, là tình yêu bất tận. Vì vậy cho nên là chúng ta hãy cố gắng, tình yêu sẽ đến với chúng ta, niềm vui sẽ đến với chúng ta, hạnh phúc sẽ trọn vẹn đến với chúng ta nhờ vào cái ngành kinh doanh thông minh này. Nhưng để làm được vậy thì mỗi chúng ta phải thật sự khiêm tốn. Đừng tưởng rằng mình giỏi, đừng tưởng mình được một tí là đã vinh báo rồi, đã muốn tô son cho bản thân rồi, đã muốn đánh bóng bản thân rồi, quên đi học tập người khác, không nghĩ rằng mình còn đang cần phải học vươn lên nữa, mình còn đang ở cái mức còn rất là thấp. Nhiều người là chưa chi đã khoe khoang khoác lác, ta đây thế nọ thế kia, rồi đánh bóng bản thân, rồi đến khi gặp khó khăn thì tiêu cực, rồi đến khi bị công ty khác họ rủ dê thì vì lòng tham là cuối cùng là tiêu cực, rồi đi công ty khác. Cái này là cái mà chúng ta phải hết sức khiêm tốn. Một sự khiêm tốn là sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc, đem lại hạnh phúc, đem lại niềm tin, đem lại tình yêu cho chúng ta. Đấy là cái mà chúng ta phải khiêm tốn. Và chúng ta có bốn cái sự mạnh mẽ mà chúng ta phải luôn luôn xây dựng. Bốn cái mạnh mẽ này thì chúng ta sẽ chiến thắng. Mạnh mẽ thứ nhất là mạnh mẽ học tập. Nếu như ai mà mạnh học tập thì người đấy rất có nhiều năng lượng và giúp cho mình mỗi ngày một tiến bộ hơn. Và kiến thức của mình càng tốt thì mình càng thông thái hơn, mình đối nhân xử thế tốt hơn, mình giải quyết với khách hàng tốt hơn, mình cái sự thắc mắc của khách hàng mình giải quyết nhanh hơn, nhạy bén hơn và hiệu quả đem về cao hơn. Đó là cái mà phải chúng ta phải mạnh mẽ trong học tập. Đừng thấy học mà ngại. Có những người nghĩ đến học là sợ, lên đi nói học nữa, học mãi và học đến hết đời luôn. Bản thân chúng tôi có tuổi nhưng chúng tôi vẫn cứ phải học. Nếu không học thì không bao giờ mình làm được cái gì cả. Mà không học thì tốt nhất là thôi mời ông nghỉ đi, ông về ông thôi chấp nhận mức lương 400 triệu một tháng ăn vậy thôi, rồi là sống với con cái, với con cháu, ông nghỉ đi. Còn vào môi trường kinh doanh là phải học, mà không học không làm được. Biết rằng mình học có những cái mà làm mãi không được nhưng vẫn phải học. Đấy. Vậy cho nên là đây là cái mà chúng ta thấy là phải mạnh mẽ. Cái thứ hai là mạnh mẽ gánh vác. Chúng ta những cái vấn đề trong tập thể là chúng ta luôn luôn phải sẵn sàng. Đấy. Sẵn sàng khi tập thể tín nhiệm chúng ta, sẵn sàng hệ thống cần đến chúng ta, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ. Chỉ có những người là sợ rằng là gánh vác vào rồi là ảnh hưởng đến bản thân, rồi ảnh hưởng đến công việc gia đình theo loại kia, không được. Nhất là các thủ lĩnh bây giờ là vai trò rất là cao. Đấy, nếu mà chúng ta mà không sẵn sàng ấy, thì không thể đứng trước hệ thống, không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Vì tất cả các nhà phân phối nhìn vào, vì chúng ta đều là đầu hết. Nếu chúng ta không sẵn sàng thì như bản thân tôi thì ở Ninh Bình rất vui là lớp trẻ bây giờ là cứ khuyên tôi là thôi bác có tuổi rồi bác nghỉ để cho chúng em làm.
Thế nhưng nghỉ thì nghỉ vậy, nhưng mà trong đầu tôi vẫn cứ cứ phải dõi theo xem là lớp trẻ họ làm cái gì để mình học tập, và có những cái gì mình thấy là mình sẽ lại cũng tham gia vào, chứ không phải là mình ngừng học tập được. Đó là cái chất mạnh mẽ trong cơ thể con người, là luôn 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 phải phải mạnh mẽ để gánh vác mọi nhiệm vụ, dù ở vị trí nào, dù mình được nghỉ mình vẫn mạnh mẽ gánh vác. Thì đấy là cái mà chúng ta phải sẵn sàng. Và cái nữa là chúng ta mạnh mẽ nhận lỗi. Có khuyết điểm thì nhận thôi, đơn giản. Nhận để tiến bộ thì đó là điều hạnh phúc, chứ có cái gì, đó là niềm vui. Thế nhưng có người lại giấu dốt, không dám nhận khuyết điểm. Cứ có khuyết điểm người ta tham gia thì phải vui vẻ nhận và tự kiểm điểm là rất quan trọng. Mình xét thấy cái gì sai mình xử lý ngay, sửa ngay. Đấy. Thì chúng ta sẵn sàng nhận, không có sao hết. Đấy. Người ta nói là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Đấy. Nếu như mà chúng ta giữ cái chữ tôi to thì kể cả vợ chồng cũng lìa ta. Hai vợ chồng mà đều chữ tôi to quá thì không ai chịu ai nữa, thì Trần Văn nghỉ luôn. Ông đi đằng ông, bà đi đằng bà luôn. Con cái tan tác. Vậy cho nên là trong tập thể cũng thế. Đừng có bỏ cái chữ tôi đi. Không có ai to hơn ai cả. Vào đây là bình đẳng. Ai cũng bắt đầu từ xuất phát giống nhau. Và ai cũng phải từng bước thực hiện, chinh phục từng nấc thang của công ty đã đề ra. Công bằng. Ai chịu khó, ai phấn đấu tốt thì vượt lên, công ty trả xứng đáng. Ai lười thì phải chấp nhận, vui vẻ. Chứ còn không có ai đều giống nhau hết. Vào New May đều giống nhau hết. Ông to với ông bé giống nhau hết. Còn muốn được là phải làm, muốn được là phải học, muốn được là chúng ta phải vươn lên. Đó là cái mà chúng ta phải mạnh mẽ và luôn luôn phải biết thay đổi. Thay đổi về tư duy rất quan trọng. Muốn thay đổi tư duy thì chúng ta hãy theo người thành công. Học tập người thành công. Muốn giàu phải chơi với người nhà giàu. Nếu mà chơi với nhà nghèo nó kéo mình xuống ngay. Nhà nghèo thì tiêu cực. Nhà giàu thì họ với tiên phong. Nhà giàu người ta chỉ có nghĩ làm giàu thôi. Và người ta quý trọng đồng tiền. Người ta biết tiết kiệm. Người ta không xa xỉ. Người ta không nghĩ đến chơi. Mà người ta muốn cống hiến. Vì vậy cho nên là chúng ta hãy học tập người thành công. Để chúng ta vươn lên. Thì chúng ta muốn thay đổi là chúng ta phải học tập. Học tập về mọi mặt thì chúng ta mới thay đổi được. Có lẽ là thời gian cũng bài thì vẫn còn, nhưng mà có lẽ là thời gian thì cũng đã hết rồi. Hôm nay thì chia sẻ như vậy là tôi nghĩ rằng là với cái bài hôm nay thì chúng ta học tập đến đây cũng là một cái mà giúp cho chúng ta nhìn rõ được con đường chúng ta đi, nhìn rõ được trái tim của chúng ta, nhìn rõ được đôi mắt của chúng ta, tầm nhìn của chúng ta trong kinh doanh hệ thống, trong xây dựng doanh nghiệp. Đấy. Thì sẽ hẹn mọi người vào những cái dịp sau, tôi lại có những cái cơ hội để chia sẻ những cái gì mà tôi muốn nói, những cái gì mà tôi muốn là chúng ta đều đến với nhau một cách tuyệt vời hơn. Đấy. Thì cuối cùng thì chúng ta chỉ có kết luận một câu: có phúc thì chúng ta phải trọng phúc. Đấy. Và chúng ta trọng phúc thì chúng ta phải tạo phúc. Thế thôi, đơn giản là như vậy.
Thứ hai nữa là khi chúng ta tri ân thì chúng ta phải báo ơn. Và báo ơn thì chúng ta phải trọng ơn. Thì đấy là cái thứ hai. Hai cái này mong rằng chúng ta hãy nó vô cùng là sâu sắc. Và cũng là lời kết của bài chia sẻ của tôi hôm nay. Mặc dù tôi không có slide, vì bản thân không làm được slide, không biết sử dụng máy tính, cho nên là chỉ có cái nói lên những cái suy nghĩ của mình trên cái bài học của chúng ta thôi. Mong rằng có những cái gì khiếm khuyết, bởi vì bản thân tôi không phải là giảng viên, không phải là giáo viên đấy, mà chỉ có nói lên những suy nghĩ của mình, nói lên bằng cả bằng trái tim của mình, để cho chúng ta cùng học tập của cái bài ngày hôm nay. Thì mong rằng có những điều gì sơ xuất, mong mọi người lượng thứ. Và xin cuối cùng xin gửi lại một lời chân thành cảm ơn. Tôi xin hết ạ. Cảm ơn thủ lĩnh ạ. Cảm ơn thủ lĩnh nhiều ạ. Vâng, xin thưa với cả nhà mình. Cả nhà mình với trọn vẹn là một tiếng có lẽ, một tiếng có lẽ. Thì cả phòng Zoom chúng ta đã được nghe một cái bài đào tạo. Ở đây không phải là bài đào tạo về tâm thái, nhưng mà thực tế cái nội dung của thủ lĩnh giám đốc 3 sao Tống Thành Đạt đã đưa đến cho mỗi nhà phân phối chúng ta, cả những anh chị nhà phân phối mới đến các thủ lĩnh đều thấy được giá trị của một cái bài đào tạo buổi tối ngày hôm nay. Đó là văn hóa hệ thống, hay nói cho đúng hơn là văn hóa hệ thống New Me, được thủ lĩnh Tống Thành Đạt đã đúc lại thành một cái nội dung hết sức là tuyệt vời. Tuy nhiên thời gian hiện nay thì chúng ta vẫn còn xin muốn được hỏi tất cả các anh chị em, các nhà phân phối chúng ta ở trong phòng Zoom của buổi tối ngày hôm nay, có lãnh đạo nào, có anh chị nhà phân phối nào muốn hỏi thêm chủ giảng giám đốc 3 sao bác Tống Thành Đạt về câu hỏi nào đó, về một ý nào đó, thì có lẽ sẽ dành khoảng 10-15 phút nữa cho các anh chị em trong phòng Zoom của chúng ta đặt ra những câu hỏi để thủ lĩnh có thể đáp ứng lại những cái điều mà anh chị em chúng ta mong muốn. Xin mời ạ. Có anh chị em nào không ạ? Tuyệt vời quá đúng không ạ? Xin hỏi có anh chị em nào có hỏi gì không ạ? Vâng, xin tóm tắt lại nhé. Vâng, thưa với cả nhà mình, một người lính, người ta khái niệm là lính thì rất cứng, lính thì rất khô, và lính thời chiến thì chỉ biết đánh nhau. Ở đây thủ lĩnh Tống Thành Đạt, cuộc đời lính là rơi vào những năm tháng đất nước có chiến tranh. Và cuộc đời lính của thủ lĩnh là sống ở chiến trường nhiều. Tuy nhiên, khi về với đời thường, với tuổi đời năm nay ở tuổi 73, nhưng mà thủ lĩnh vẫn tuyệt vời, vẫn tuyệt vời, vẫn chịu học, chịu phối hợp. Và chữ tôi được bỏ đi để trở thành những người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và luôn luôn
cho mình là cần phải học. Chính vì thế mà trong bài giảng ngày hôm nay, với ba cái nội dung vô cùng quan trọng. Cái nội dung thứ nhất được đọc lại ở ba cái ý, đó là với gia đình New Age, với văn hóa hệ thống của New Age thì chúng ta phải hợp tác thân tình. Và từ cái hợp tác thân tình này, chúng ta phải xác định cho mỗi chúng ta khi vào với ngôi nhà New Age phải đập nát sự ích kỷ. Và khi chúng ta làm được hai điều đó thì chúng ta sẽ là người có một kỷ luật sắt cho bản thân của mình. Đấy là nội dung thứ nhất. Sang nội dung thứ hai là thủ lĩnh đã nói lên cho mỗi anh chị nhà phân phối chúng ta trong ngôi nhà New Age. Chúng ta phải luôn luôn rèn cho mình 6 cái điều cấm kỵ của văn hóa New Age. Cái điều thứ nhất là không quan hệ tiền bạc và hàng hóa lẫn nhau. Thì nội dung thủ lĩnh đã phân tích ở đây, Vượng chỉ tóm tắt lại. Nội dung thứ hai là không quan hệ bất chính nam nữ. Nội dung thứ ba, không nói lời tiêu cực. Vào với New Age mà nói lời tiêu cực thì không thể là người chiến binh alpha được. Cái thứ tư là không quấy nhiễu tuyến bên, tuyến bạn. Thứ năm là không tự cho mình là đúng. Và nếu như có một sáng kiến nào hay thì hãy trình lên trên để cùng nhau được chia sẻ. Và một điều cấm cậy kỵ thứ sáu trong nội dung thứ hai của thủ lĩnh, đó là không so sánh với tuyến trên. Bởi chúng ta biết rằng mỗi chúng ta khi vào với New Age, khi hoàn thành sứ mệnh của mình, 31 loan sản phẩm đã trở thành một trường phòng, mà đã là từ trường phòng đổ lên thì chúng ta đều đã có hệ thống. Và chúng ta cũng như thủ lĩnh đã nói là chúng ta đã là người chết. Vậy thì nếu chúng ta so sánh thì ai sẽ so sánh với chúng ta đây? Cho nên 6 cái điều này là điều mỗi nhà phân phối chúng ta khi vào với ngôi nhà New Age chúng ta phải cần học, cần biết, cần nhớ và cần luôn luôn mang đi theo trong mình như thủ lĩnh đã giảng vừa rồi. Và đặc biệt hơn nữa, cái phần cuối cùng là thủ lĩnh đã nhắc một cách hết sức là kỹ đối với chúng ta. Mỗi một nhà vào với ngôi nhà New Age, mỗi anh chị chúng ta, mỗi một nhà kinh doanh, mỗi một nhà phân phối, chúng ta phải thể hiện được 4 sự mạnh mẽ của New Age. Đó là mạnh mẽ đầu tiên là học tập, mạnh mẽ thứ hai là gánh vác, mạnh mẽ thứ ba là biết nhận lỗi, và cái cuối cùng thứ tư đó là mạnh mẽ để thay đổi. Cho nên từ ba nội dung này thì chủ giảng của chúng ta ngày hôm nay đã kết lại để nhắc chúng ta rằng nếu chúng ta thực hiện được cái văn hóa công ty này của công ty thì chúng ta sẽ trở thành những người có phúc. Và đương nhiên đã có phúc thì chúng ta sẽ tạo ra được phúc. Và khi chúng ta có phúc rồi thì chúng ta biết tri ân, báo ơn và trọng ơn. Đó là lời kết
của chủ giảng Giám đốc Ba Sao Tống Thành Đạt ngày hôm nay. Cũng từ một bài giảng này thì người dẫn chương trình hôm nay có đôi lời cảm nhận và cũng xin muốn gửi gắm lại với anh chị em đồng nghiệp của chúng ta. Đó là cho dù chúng ta làm bất cứ công việc gì, trong bất cứ vai trò hay chức vụ nào, vị trí nào, thì việc đam mê hết lòng vì công việc mà mình đã lựa chọn, chúng ta luôn luôn xác định vượt qua trở ngại và khó khăn để đem đến cho mình, cho đội nhóm, cho hệ thống của mình một niềm vui, một niềm hạnh phúc đến với tất cả mọi người. Đấy là lời nhắn gửi của người dẫn chương trình. Xin được cảm ơn tất cả nhà mình đã chú ý lắng nghe buổi đào tạo về văn hóa hệ thống của New MA do thủ lĩnh Giám đốc Ba Sao Tống Thành Đạt hôm nay đã chia sẻ và đưa đến cho cả nhà. Thay mặt cho ekip chương trình của tối ngày hôm nay, xin được cảm ơn và cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe. Xin gửi lại chương trình cho MC xinh đẹp Huyền Trang còn có mặt trong căn phòng ngày hôm nay. Thì xin Huyền Trang sẽ có đôi lời để kết thúc chương trình. Và dạ vâng ạ. Vâng ạ. Cháu rất là cảm ơn MC vô cùng tuyệt vời của chúng ta ngày hôm nay. Vâng ạ, cả nhà mình ơi, nếu các anh chị đã nhận được rất là nhiều giá trị từ phần chia sẻ của chủ giảng của chúng ta ngày hôm nay là chú Tống Thành Đạt, thì hãy gửi thật nhiều trái tim của các anh chị gửi lên để cảm ơn chủ giảng của chúng ta đi ạ. Hãy gửi thật nhiều trái tim của các anh chị để cảm ơn chủ giảng của chúng ta. Bởi vì chương trình đào tạo buổi tối ngày hôm nay thực sự rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và chúng ta chắc chắn là đã nhận được rất nhiều giá trị trong phần đào tạo của chủ giảng của tối ngày hôm nay. Một chú đã ở cái độ tuổi thất thập lai hy, đúng không ạ? Cái tuổi mà xưa nay hiếm rồi. Nhưng mà với cái tinh thần chiến binh của người lính, với cái tinh thần của người lính rất là vẫn mạnh mẽ, quyết đoán và dám làm, dám chịu trách nhiệm, đúng không ạ? Vẫn đang dẫn dắt một đoàn đội và là một trưởng e vô cùng tuyệt vời. Vâng ạ. Những cái phần chia sẻ về văn hóa của chú rất là thấm thía, và bản thân em Trang cảm thấy rằng là đây là một bài đào tạo thực sự rất là tuyệt vời. Chắc chắn chúng ta sẽ cần áp dụng những cái bài học này và làm đúng cái tinh thần văn hóa tuyệt vời này để chúng ta xây dựng E của chúng ta, xây dựng G của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng vững mạnh hơn. Vâng ạ, rất là cảm ơn chủ giảng của chúng ta. Vâng, cảm ơn chú và chúc chú thật nhiều sức khỏe. Chúc chú và cùng đoàn đội sẽ chinh phục những nấc thang cao hơn. Và một ngày không xa, chúng cháu sẽ được đón nhận phần chia sẻ của một thủ lĩnh 5 sao, một thủ lĩnh 5 sao vàng có tên là Tống Thành Đạt. Được không ạ? Vâng, cảm ơn chú, chủ giảng rất là nhiều ạ. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đã đón nhận một phần chia sẻ đầu giờ cực kỳ giá trị về câu chuyện sản phẩm. Một câu chuyện sử dụng sản phẩm rất là điển hình của chú Đào Công Phượng đến từ thị trường Thái Nguyên, sinh ra và lớn lên ở một cái mảnh đất cũng rất là giàu truyền thống. Và cháu thì được biết rằng ở trên đấy có những cuộc khởi nghĩa rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Và cháu thì rất là thích cái cháu rất là thích cái tên của cái tỉnh đó, vì là Thái mãi vẫn còn nguyên. Cháu rất là thích. Và MC của chúng ta rất là tuyệt vời, đúng không cả nhà mình? Hãy gửi thật nhiều cái số 8 để cảm ơn MC chính chú Đào Công Vượng trong chương trình buổi tối ngày hôm nay ạ. Hãy giúp em gửi thật nhiều trái tim đến chú, và hy vọng rằng trong những chương trình sau, chú sẽ cùng với G của chúng ta sẽ còn có nhiều chương trình làm MC chính nữa để có thể dẫn dắt và tổng kết những cái nội dung đào tạo rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Cả nhà mình, phần cuối chương trình của chúng ta, MC chính đã tổng kết lại được rất là nhiều những cái nội dung, những cái phần ý chính cực kỳ quan trọng, sâu chuỗi lại để các anh chị có thể nhìn tổng quan hơn về cái bài đào tạo của chủ giảng của chúng ta. Rất nhiều số 8 đã gửi đến và cảm ơn chú Vượng rất nhiều trong cái phần buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện chia sẻ của chú thực sự là đã chạm đến trái tim của rất là nhiều người, rất là nhiều anh chị em trong G23 của chúng ta. Và thực sự là cái câu chuyện đó không chỉ là bây giờ, cái câu chuyện đấy không chỉ là truyền cái lòng tin về sản phẩm, mà thực sự cái câu chuyện của chú bây giờ trở thành tài sản của những nhà phân phối như chúng cháu. Bởi vì thực sự ở ngoài kia có rất là nhiều những khách hàng của chúng ta cũng đang gặp phải những cái biến cố lớn
trong cuộc sống do gặp phải căn bệnh này, căn bệnh kia. Và nhờ vào cái câu chuyện chia sẻ của chú mà chúng cháu có thêm những cái tư liệu, những cái niềm tin để chia sẻ và chăm sóc. Đúng như là chúng ta có một sứ mệnh, đó chính là phục vụ khách hàng có sức khỏe tốt, đúng không ạ? Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn MC Chính cũng như là cảm ơn chủ giảng của chúng ta. Và em xin được gửi lời cảm ơn tới hơn 100 anh chị em nhà phân phối đã có mặt trong chương trình buổi tối ngày hôm nay đến giờ phút này. Sự thành công của chương trình ngày hôm nay chính là nhờ sự hiện diện của toàn thể các anh chị. Và chúng em cũng ban tổ chức xin được kính chúc toàn thể quý cô bác anh chị nhà phân phối cũng như khách mời sẽ có thật nhiều sức khỏe, tăng niềm tin hơn nữa với sản phẩm Alpha và Dewy Mây. Chúng ta sẽ cùng với nhau đoàn kết để thực hiện đúng cái sứ mệnh, đó là chăm sóc khách hàng có sức khỏe tốt và phục vụ nhà phân phối có đời sống tốt. Xin được chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những chương trình lần sau. Xin chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Chào tạm biệt. Xin chào. Cảm ơn ekip, chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Cảm ơn chúng ta, cảm ơn tất cả mọi người.